Dự báo là ngày mai thì nhiệt độ vẫn sẽ có xu hướng gia tăng đấy ạ. Thành phố Cần Thơ là một trong những điểm sẽ xảy ra nắng nóng vào trưa và chiều mai. Dự báo nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng 35 độ C, trời nóng sau 10 giờ và sẽ duy trì cho đến đầu giờ chiều. Sau đó thì mưa dông có khả năng là xảy ra ở vài nơi. Không chỉ Cần Thơ mà nhiều nơi ở Nam Bộ, ngày mai cũng xảy ra nắng nóng. Khắp các thành phố ở khu vực miền Đông Nam Bộ xuống đến miền Tây Nam Bộ như tại Trà Vinh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cao Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Thủ Dầu Một phổ biến với mức nhiệt là 35 đến 37 độ C. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về chất lượng nước trên hệ thống sông Vàm Cỏ. Theo bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước có thể thấy nguồn nước tại các vị trí xã Bình Hòa Hưng, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức của tỉnh Long An sẽ là những vị trí có chất lượng nguồn nước kém hơn so với các khu vực khác của hệ thống hai sông Vàm Cỏ, không đảm bảo để có thể lấy nước sinh hoạt. Khu vực thượng nguồn của xã Bình Hiệp, xã Đông Thành của tỉnh Long An và thị trấn Gò Dầu của tỉnh Tây Ninh thì có chất lượng nước đảm bảo hơn và phù hợp với mục đích cho sinh hoạt, nhưng cũng cần tiến hành xử lý trước khi sử dụng. Với thành phố đảo Phú Quốc, dự báo ngày mai thì nhiệt độ thấp hơn một chút so với các nơi khác, cao nhất trong ngày mai khoảng 33 độ C, nhưng cảm giác vẫn sẽ rát da nếu như mà quý vị chúng ta ở lâu ngoài nắng. Tới chiều tối thì mưa rào có khả năng sẽ xuất hiện ở một vài nơi. Thời tiết biển ở khu vực từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, lưu ý là mưa dông dễ đi kèm với lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, dự báo đêm nay và ngày mai thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa tốt, gió ở đây cấp 3, cấp 4. Biển êm, thuận lợi cho các hành trình ra vào các đảo.